clip này, những phụ nữ đã kết hôn trên 1 năm sẽ biết một cái bí mật để có thể giữ hạnh phúc gia đình, tránh đổ vỡ. Và tôi là Mai Tình Yêu, một chuyên gia về tình yêu, mối quan hệ đã giúp cho hàng nghìn người có được mối quan hệ hạnh phúc. Trong clip này là một bí mật mà chỉ những phụ nữ kết hôn sau 1 năm mới thấu hiểu và mới có thể làm theo được. Sau khi kết hôn 1 năm thì đó là lúc mà những khủng hoảng trong hôn nhân xuất hiện rất nhiều. Những cái mâu thuẫn, rồi sự bất đồng quan điểm. Và khi đó rất là nhiều những cặp đôi đã có con, cho nên là việc giải quyết những mâu thuẫn lại càng ngày càng khó hơn. Bởi vì lúc đó không chỉ là giữa hai người mà luôn có thêm một gánh nặng, luôn có thêm một vấn đề với cả con, với gia đình chung của cả hai người. Và lúc này ấy, cái việc mà bảo là mình muốn quyết định lại, mình muốn ly hôn, mình muốn bắt đầu lại nó không còn quá dễ dàng. Nếu vậy thì sau khi kết hôn 1 năm làm thế nào để có thể tránh được những cái mâu thuẫn này, và làm thế nào để có thể giữ được hòa khí trong gia đình. Bởi vậy, những người phụ nữ đã kết hôn trên 1 năm sẽ cần xem clip này. Tôi đã từng rơi vào cái nỗi đau, thống khổ như thế. Sau khi kết hôn 1 năm ấy, thì thực sự là tôi cảm thấy có những lúc là lửa tình nguội lạnh. Tôi cảm thấy chồng của tôi không quan tâm tới tôi nhiều như ngày trước. Đấy, lúc trước ấy, thì chỉ cần tôi nhắn tin cho anh ấy một cái tin, đấy là anh ấy có thể nhắn lại ngay. Và chỉ cần tôi gọi cho anh ấy, tôi bảo với cả anh ấy là hôm nay em thấy mệt, anh ấy có thể gác hết mọi công việc để có thể đến bên tôi và đưa tôi đi chơi, để khuây khỏa. Thế nhưng mà sau khi kết hôn 1 năm ấy, và sau khi chúng tôi có bé, thì tôi cảm thấy là tôi bị sắp dưới ưu tiên tất cả mọi thứ. Tôi dưới công việc của anh ấy, tôi dưới bạn bè của anh ấy, thậm chí tôi ở dưới cả cái sở thích của anh ấy. Anh ấy có sở thích đi đến phòng tập gym, và kể cả nếu tôi có nhu cầu gì đó thì tôi vẫn phải đợi cho anh ấy tập gym xong đã. Tôi bị sắp xếp dưới cái sở thích đấy của anh ấy. Thế và lúc đó tôi bắt đầu trở nên ghen tuông với công việc của anh ấy, với mọi thứ, thậm chí cả với cái sở thích cá nhân của anh ấy. Tôi cảm thấy ghen tuông và tôi cảm thấy không hiểu sao ấy, mình lại đưa mình vào cái cuộc hôn nhân này. Không hiểu sao mình phải đưa mình vào cái thế thống khổ này. Trong lúc yêu thì sung sướng như thế, mà kết hôn rồi, kết hôn 1 năm rồi thì lại thấy khổ sở như thế. Thế và đỉnh điểm là có lúc mà chúng tôi cãi nhau, đấy, và thậm chí là suýt nữa là chia ly. Đấy thì ở cái thời điểm cãi nhau này, anh ấy đã xách vali đi khỏi nhà trong khoảng 2 tuần. Đấy và trong khoảng thời gian này thì tôi ở nhà ngày nào cũng khóc ôm con. Đấy và tôi bắt đầu đọc nhiều hơn về mối quan hệ. Đấy và tôi bắt đầu hiểu ra cái chân lý vì sao chúng tôi lại bất đồng. Đấy và tôi nhìn thấy rất là nhiều người phụ nữ xung quanh tôi, những khách hàng của tôi tìm của tôi cũng gặp nỗi đau tương tự. Và tôi đã tìm thấy một cái công thức để giúp cho phụ nữ có thể vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng sau hôn nhân, nhất là lúc mà kết hôn được trên 1 năm, để có thể tránh được cái nỗi đau giống như là tôi đã cảm nhận, đã cảm thấy mình mất hết giá trị. Và đây là 3 bí mật mà bạn cần phải biết, những người phụ nữ đã kết hôn trên 1 năm để tránh cho sự đổ vỡ gia đình. Bí mật số 1 đó là lời nguyền của đàn ông và sự chú ý của đàn ông là gì. Chồng của tôi theo đạo Thiên Chúa, và anh ấy có kể cho tôi nghe một câu chuyện về việc khi mà Chúa tạo ra vườn địa đàng thì ở đó có Adam và Eva. Thế thì Eva sống rất sung sướng, thì Chúa bảo là không được ăn trái cấm. Thì tới một ngày có một con rắn nó bò vào trong cái vườn địa đàng và nó xúi Eva phải bảo Adam ăn cắp cái trái cấm đó. Thế và Eva làm như thế. Thế và Chúa rất tức giận. Khi mà Chúa hỏi thì Adam đổ tội cho Eva, bảo là bởi vì Eva xúi bẩy mình cho nên mình mới làm như thế. Thì Chúa bảo với cả Adam là anh là trụ cột gia đình mà anh lại đổ lỗi cho vợ anh, bởi vậy cho nên anh phải chịu lời nguyền, đó là anh sẽ phải làm việc cực kỳ vất vả cho tới khi chết. Thế còn Eva thì Chúa bảo cô lại đổ lỗi cho con rắn, thế cho nên là hình phạt dành cho cô, đó là cô sẽ phải chịu nỗi đau sinh nở con cái. Ý muốn của chồng cô sẽ là ý muốn của cô, và anh ấy sẽ thống trị cô. Đối với đàn ông, bí mật số 1, lời nguyền của anh ấy chính là công việc, và anh ấy sẽ làm việc vất vả cho tới khi chết. Có rất là nhiều người đàn ông chỉ cần nghỉ hưu một cái là anh ấy có thể mất hết hy vọng và có thể chết ngay. Đấy, có rất nhiều người đàn ông tật nguyền, không còn sức khỏe, không được vợ con thương yêu, rồi không trong cuộc đời không được ai yêu thương. Thế nhưng mà chỉ cần anh ấy vẫn thành công trong công việc, chỉ cần anh ấy vẫn còn cảm giác anh ấy đang cống hiến, anh ấy đang làm việc chăm chỉ, là anh ấy sẽ vẫn còn động lực để sống. Nhưng còn rất nhiều người đàn ông có cả vợ cả con này, được mọi người yêu thương, thế nhưng mà vẫn tìm tới cái chết, hoặc tìm và cảm thấy đau khổ cực kỳ, chỉ bởi anh ấy không cảm thấy mình được công nhận trong công việc của anh ấy. Bởi vậy với đàn ông ấy, thì nhu cầu được chứng tỏ mình bằng công việc là rất quan trọng.
và nhu cầu của đàn ông là người đàn ông là công việc. Cho nên sau khi mà chinh phục xong người phụ nữ, hết cái giai đoạn yêu thương, thì bước vào giai đoạn hôn nhân lâu dài, thế thì người đàn ông sẽ hướng cái sự tập trung của mình sang công việc. Và phụ nữ không hiểu được điều này thì sẽ thấy nếu như anh ấy tập trung vào công việc ấy, mình nghĩ anh ấy không yêu mình nữa, là không phải. Anh ấy vẫn yêu mình, nhưng bởi vì cái cơ chế hành xử tâm lý đàn ông nên anh tập trung vào công việc về mặt lâu dài là như thế. Thế còn số 2, bí mật số 2, nhu cầu hay là lời nguyền của phụ nữ, đó chính là sự chú ý của chồng cô ấy. Một người phụ nữ có thể giàu có thể có công việc kinh doanh riêng, có thể rất rất là thành công trong công việc, thành công về mặt tài chính, nhưng chỉ cần không được chồng yêu thương, không có được sự chú ý của người chồng của mình thì cô ấy cũng cảm thấy mình là kẻ thất bại. Và tôi cũng đã từng như thế. Tôi cảm thấy mình thành công trong công việc, tôi giúp được nhiều người phụ nữ khác có được hạnh phúc, tôi cảm thấy tôi hài lòng. Thế nhưng mà chỉ cần chồng tôi không chú ý tới tôi là tôi có thể đi xuống vực thẳm ngay và cảm thấy mình là kẻ vô dụng. Thế và khi mà hiểu được điều này thì mình sẽ thấy là ô, hóa ra mình đang phụ thuộc vào một người khác để đem tới hạnh phúc cho mình. Và nó sẽ dẫn tới bí mật số 3, cách để giải lời nguyền của đàn ông và phụ nữ. Đó chính là phụ nữ thì phải cần tìm ra được mặt trời của hành tinh mình, cần phải tìm được cái đam mê của mình. Đấy, và khi mà phụ nữ tìm được điều này này thì cô ấy sẽ không còn đi tìm hoàn toàn cái sự chú ý ở người chồng. Đấy, và sự công nhận của người chồng ấy, thay vì cô ấy tìm kiếm ở cái người đàn ông của mình, thì cô ấy sẽ có được cái sự thỏa mãn đó từ chính công việc của cô ấy, từ những người mà cô ấy giúp, từ những người mà cô ấy gây ảnh hưởng. Và bởi vì thế thì cô ấy sẽ không còn phụ thuộc cái sự hạnh phúc của mình vào chồng của mình. Thế và chồng của cô ấy cũng không còn phải cảm thấy quá là gánh nặng. Thế nếu mà cô ấy phụ thuộc vào chồng trong khi ông chồng thì phụ thuộc vào công việc, thế thì cô ấy đã đem cái quyền quyết định hạnh phúc của mình vào những cái điều kiện ngoại cảnh. Và như thế thì không phải lúc nào cô ấy cũng có được hạnh phúc. Thế và chỉ cần biết cái điều số 3 này thì tất cả phụ nữ sau khi kết hôn được 1 năm sẽ có được hạnh phúc. Chỉ cần mình tìm ra được cái mặt trời của hành tinh mình, và tốt nhất hãy coi cái mặt trời đó là chính bản thân mình, là mục tiêu của cuộc đời mình, thì lúc đó mình sẽ có được hạnh phúc. Những người phụ nữ đã kết hôn chưa 1 năm hãy comment ngay ở dưới này: tôi sẽ trở thành mặt trời của hành tinh tôi. Tôi sẽ trở thành mặt trời của hành tinh tôi. Tôi sẽ trở thành mặt trời của hành tinh tôi. Thì lúc đó bạn sẽ có được hạnh phúc. Hãy subscribe ngay vào kênh của Mai Tình Yêu để nhận được những chia sẻ có giá trị vào ngày mai. Và đừng bỏ lỡ video ngày mai của tôi bằng việc subscribe, đăng ký ngay vào kênh của Mai Tình Yêu. Và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.